Mình xin giới Ừ. thiệu cái vách vách này vách có kéo được ha, chứ Ừ. bình thường thông thường thì mấy cái vách này kéo thì nó bị méo xấu lắm, chữ vàng mà kéo thì nó mất giá trị đi, nên mấy cái vách dynamic này thì nó tiện hơn nhiều đấy. Lúc nào nó cũng giữ được cho mình cái form vậy. Cái bảng thông số này thì mình được tùy chỉnh vài thứ trong này, như hình trên nè, thông thường thì mình làm 25 thôi cho nó mỏng. Làm hết cổ ván luôn, nhưng mà mình sẽ làm cố tình làm cao vượt khổ nha. Sẽ như vậy đó. Sau đó thì mình gắn nhãn của ABS cũng được, mà mình làm gì cũng được. Nhưng mà mình thì mình ít khi sử dụng cái gắn nhãn lắm, mình sử dụng cái đồ của mình. Rồi. Sau đó thì nó sẽ được một loạt các khối như thế này. Đó. Mình sẽ sử dụng cái công cụ có sẵn của Su thôi. Nối nó lại. Mình nối một lượt cũng được, nhưng mà nối một lượt thì nó lag lắm, nên thôi nối từ từ. Mình sẽ nối lại với nhau một lần nữa. Nối thôi, cho nó nhẹ máy. Không, nó hơi lâu. Giờ nối hết luôn. Sau khi nó nối xong nữa thì mình sẽ có một cái vách, nhưng mà nó đang lấn ra ngoài, nó sẽ vượt cái khung mà mình định sẵn. Như lúc nãy mình vẽ cái khung này là 1028, thì bây giờ mình sẽ cắt nó đi. Cắt thì có công cụ của Curic. Rồi, mình sẽ bấm vào cái vách, chọn công cụ, xong chỉ vào cái khung viền màu vàng này nè. Khung này mình sẽ vẽ sẵn ở trong Dynamics sẵn rồi, chỉ việc bấm vô đó rồi enter. Đây, đợi xíu là nó sẽ ra cái vách rồi. Đó, xong rồi nè, bây giờ mình sẽ nối cái vách với cái khung vô nó là xong. Giờ làm vách nó quá đơn giản đi. Xong rồi ha. Đấy, vách nó chỉ có vậy thôi, xóa cái này luôn. Đó. Ngày xưa vẽ cái này nhiều đây là vất vả lắm đấy, giờ thế là nó khỏe rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà mình hay làm để cho cái ván vượt khổ đó, 2 nhân 4. Rồi coi như đây là đường nối này, không mình sẽ vẽ một cái khung ở đây. Nó đang không thấy màu đấy chứ không phải là không có đâu nha. Rồi mình vẽ một cái khung khác ở đây, rồi mình tiếp tục sử dụng cái công cụ trim vừa rồi á, của Curic đấy, rồi mình trim nó thành 2 tấm. Nhưng mà trước đó thì mình nên copy ra nha, copy thành 2 tấm đây chứ mình trim nó sẽ mất mất rồi, không có lấy lại được đâu. Bây giờ mình sẽ cắt, chọn vô nó, xong rồi bấm vô cái click, chỉ vô enter. Đó, cắt được một ông, tiếp cái ông bên này cũng cắt y vậy, enter. Đó, bây giờ xong rồi đó. Giờ cái vấn đề đó là mình sẽ đưa mấy cái điểm điểm vỡ còn lại này sang tấm bên kia nó là xong ha. Phải là những cái này mà nếu mà không cắt thì nó sẽ tù xấu lắm. Nên mình vô đây ha, vô trong tấm này, chọn nó này, chọn nó này, chọn nó này, đó, thế rồi, cần Ctrl X nó đi, sang tấm bên này dán vô. Đây, giờ thì mình chỉ việc xóa mấy cái đường rãnh thừa này nó là xong ha. Rồi, đó. Mất hết mấy cái rãnh thừa. Nhưng mà như thế thì cái tấm ở dưới này nó lại nằm trên kia, lại copy lên, nó cũng giống như việc vừa rồi vậy đó. Vậy là xong rồi đó. Rồi, thử nét tin theo ABS nhận không? Không, ok ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.